giàu nghèo gì cũng được, chỉ cần chân thật nhiệt tình. Nhớ nghe, kể câu chuyện cái anh chàng này bất hiếu, khi cha còn sống nói hoài không nghe, thì đột nhiên cha bệnh và cha bị chết đi. Anh chàng này vô chùa mình vô cùng hối hận. Những đức mong rằng tất cả các cháu ngồi đây, các con còn cha còn mẹ nghe, các con đừng đợi ngày hối hận khi cha mẹ mất đi. Dù bây giờ cha mẹ các con còn khỏe đó, nhưng mà các con coi bao nhiêu người khỏe tự nhiên chết đó. Những đức ở trong chùa, những đức thấy có nhiều người trẻ người ta chết đó. Ai biết được cái thọ mạng con người, nên chúng ta nên hiếu ngày hôm nay mà chúng ta có thể hiếu được. Nên tất cả những người đã làm cha làm mẹ mà còn cha mẹ, thì quý vị đừng bao giờ nói rằng Tết năm nay không đủ tiền, hoặc là thiếu tiền, hoặc là năm nay làm ăn không được có tiền, để quan năm đi con về thăm. Quý vị nhớ nè, hiếu được thì hiếu liền, đừng đợi chết đi mà hối hận. Cái việc làm đối với cha mẹ của mình là cái việc làm để con của mình đối xử với mình. Nhớ nghe quý vị, việc làm đối xử với cha mẹ mình là việc làm mà con mình đối xử với mình. Quý vị ngồi ở đây đối xử với cha mẹ quý vị như thế nào thì con quý vị nó sẽ đối xử với quý vị như vậy. Nhớ đó. Giống như mình lấy tay mình chỉ người thì nhất định người sẽ chỉ mình. Nên mỗi một con người chúng ta xem lại cái hành động của mình đối xử với cha mẹ mình. Từ khi có vợ có chồng cho tới bây giờ, thì cái thời gian mà dành cho một gia đình của mình, mình hãy bình tĩnh suy nghĩ, cái gia đình của mình ngày hôm nay có được như vậy là nó bắt nguồn từ ở đâu mà có được gia đình của mình ngày hôm nay? Không lẽ quý vị tự nhiên có được gia đình của quý vị hả? Cái nguồn gốc là từ cha mẹ hai bên kết hợp cho hai vợ chồng này. Rồi cha mẹ cũng tạo một cái điều kiện của cái ban đầu, dù không có của cũng có công, có tâm để trong đó. Nhờ như vậy mà mới có được cái gia đình của mình bây giờ. Mà mình lại chỉ biết bồi dưỡng cho cái gia đình mình, mà mình quên đi là mình từ đâu mà có ra gia đình này. Gọi là quên cội quên nguồn. Ăn trái mà quên kẻ trồng cây, uống nước mà không có nhớ nguồn. Ha, đây là cái chỗ thất bại nè. Nếu mà cái hành động vậy làm sao mình dạy con mình đây? Thí dụ như giờ mình trong một năm một hai lần về thăm cha mẹ, con của mình một hai lần về thăm mình. Nếu như mình ba bốn năm mà chưa về thăm cha mẹ thì con của mình cũng ba bốn năm không về thăm mình. Mình thì bù đầu bù cổ làm không có biết tình cảm gì, thì con của mình cũng học y rang mình là bù đầu bù cổ làm mà không bao giờ biết tình cảm gì. Những đức may thay là gặp được Phật Pháp nè, nên những đức mới cải cách lối sống lại khác cha mẹ những đức đó. Chứ nếu như mà những đức mà không gặp Phật Pháp thì làm sao những đức có cách để cải cách? Mà may thay là con người này là muốn tạo ra một cái phương pháp mới để mà gọi là cải cách quý vị. Năm 18 tuổi là những đức muốn cải cách diện gia đình rồi đó, nên những đức mới bỏ nhà đi ra khỏi nhà đó. Nhưng mà không ngờ lên thành phố thì những đức vô bụi cải luôn. Nó không được đặc biệt mà nó còn vô cuộc chơi hư hỏng thêm nữa mới ác đó chứ. Thì rõ ràng là nhờ Phật Pháp cứu cuộc đời mình, thấy chưa? Nên mình phải cần đến một cái nơi để tiếp nhận giáo dục, nghe không? Bây giờ thí dụ như bây giờ đã từng đi đến đây tu rồi, có làm ăn cái gì, nhưng xem lại cái công việc làm ăn đó đó, chúng ta có thể buông được những ngày mình đi về chùa hay không? Nhiều người tu nhiều chục năm đó quý vị, vậy mà người ta nghĩ người ta đã tu được rồi, người ta nghĩ đi về chùa bồi dưỡng bổ túc, vậy mà người ta bỏ đạo đó. Quý vị mới thấy rằng lời Phật dạy không, đức chúng như biển cả mênh mông, thấy chưa? Bây giờ mình ngồi nghe gì mà nhờ cái đại chúng ngồi gì nó mới vui nè. Rồi về đây lại quen được nhiều bạn biết tu nữa. Nhiều bạn biết tu nữa. Những đức nói nếu mà trong đây mà biết kết hợp với nhau, trong đây toàn là ủng hộ nhau hết.
Thì thí dụ như bây giờ người bán giải thì tập trung mua giải, người bán đồ hũ thì tập trung mua đồ hũ, người bán máy nghe pháp thì tập trung mua máy nghe pháp, người làm đồ chai thì tập trung mua đồ chai. Nếu mà nguyên một cái vàng này mà biết kết hợp thì chúng ta kết hợp thành một cái đại gia đình, kết hợp làm giàu. Thấy không? Về chùa này kết hợp nhau. Bây giờ tôi lập ra cái trang vậy trên mạng đó, dù ở từ xa nhưng tôi bán cái gì anh chị ủng hộ giùm tôi, mua ai cũng vậy, mua giùm tôi cảm ơn. Đúng không? Nó quá đặc biệt rồi, không phải cần bỏ ra thời gian nhiều gì. Nhưng mà bây giờ cái mạng truyền thông nó quá rộng rồi, chúng ta dựa vào tất cả chúng sanh để mà cùng làm ăn, đàng hoàng làm ăn, chứ đừng có mà gọi là chỉ biết tiền mà không có đạo nghĩa. Bây giờ làm ăn có đạo nghĩa nè, chúng ta là người tu làm ăn có đạo nghĩa nè. Nó, bây giờ mình mua đồ ai cũng vậy, mua đồ của người tu nghiêm túc đàng hoàng, toàn là có uy tín hết, vậy thì quá đặc biệt rồi. Đừng có chạy theo thời thế nghe, nhớ đó. Đừng bao giờ á thấy con nhỏ kia nó tu mà nó bán đồ nó mắc thì ghê, tao cũng bán theo tầm bậy. Cái chuyện con nhỏ kia là chuyện của con nhỏ kia, còn cái chuyện của mình là mình cái góc độ học tập hiểu được bao nhiêu để mình làm cho nó đúng đắn chứ. Hay không? Nhớ nghe quý vị, thà quý vị ăn ít mà ăn hoài còn hơn là quý vị ăn nhiều mà ăn thời gian nghỉ ăn. Ăn nhiều quá mà thời gian ngưng lại là bị đau bao tử đó. Hiểu chưa? Ăn nhiều quá khó tiêu hóa lắm, có khi chưa đau bao tử mà nó cũng ói ra rồi. Nên chúng ta là người nghe đạo biết tu á, hôm nay kiếm được đủ sống thôi, ngày mai miễn cần đủ sống là được rồi. Vậy thì bao tử nó rất là đặc biệt, nó không có dồn vô quá, nghe chưa? Quý vị cứ nghĩ là mai mốt không có ăn sao, nó bị chửi cho một đống, mà chửi rồi thì sợ ăn trộm lấy. Nếu như quý vị có thể dành nhiều thời gian đi dưỡng tâm thì cuộc đời quý vị vô cùng hạnh phúc. Xin thưa quý vị là những đức ở trong chùa là dưỡng tâm, những đức rất đặc trọng vấn đề chuyện này. Cả người xuất gia tu hành cũng có nhiều người họ không chịu dưỡng tâm, họ cứ bị vật sự lôi kéo, họ không có an lạc. Cuộc đời những đức hoàn toàn phải lập khác lại hết. Lập lại cái gì? Dưỡng tâm là quan trọng. Làm gì làm, đủ duyên thì làm, đủ duyên nghỉ à? Có gì đâu. Bây giờ lớp đệ tử quy này học gì vui quá trời luôn, đúng không? Nhưng mà nếu mà người ta không cho học nữa nghỉ, nhà ai nấy về, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Đúng không? Đâu có gì đâu mà nặng nề. Đến thế gian này phải hiểu cái nguyên lý nghe. Gặp nhau là duyên, có duyên thì gặp mà hết duyên thì xa. Đến với nhau này cũng như là bèo hợp bèo tan đây vậy đó. Lúc hợp á, thì cũng tốt mà lúc tan cũng tốt. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận được giáo dục thì là tốt hết thôi. Nên cuộc đời những đức á, phải rèn chỗ này để mình cảm thấy an lạc và tự tại. Nên những đức nói bây giờ cái mạng truyền thông á nghe, nó làm được nhiều chuyện lắm á, chứ không giỡn đâu. Nếu như biết á, sử dụng á, cái khoa học hiện tại này quý vị sẽ làm ăn được đó, chứ không giỡn đâu. Mà không có bận biểu nhiều, nhẹ nhàng, khỏe mà có thời gian tu luôn. Tùy quý vị biết cách dùng đầu óc của mình để làm việc đi. Nhẹ nhàng, cuộc sống ổn định la rai là được rồi. Cái quan trọng là những đứa con này nè, nhỏ nhỏ này nè, tiếp nhận giáo dục đạo đức. Bây giờ mỗi lần dạy con là cái gì? Thôi con ơi, cha mẹ mấy năm nay vì cái chuyện làm giàu mà khổ chết luôn. Thôi tụi bay đừng có giống tao, tụi bay nghe lời thầy Đức đi, sống lai rai thôi, đừng có làm biến quá được rồi. Quan trọng là tụi bay có đạo đức nghe chưa. Bây giờ cha mẹ nuôi các con lớn khôn, cha mẹ không có đòi hỏi cái gì, tùy phần số, hiếu cũng được không có hiếu cũng được kệ tụi bay. Nhưng mà thôi bây giờ cha mẹ cũng làm hết lòng rồi đó, nhưng mà mấy đứa làm sao coi được đó là làm. Bây giờ mấy đứa hiếu với tao á, thì mai mốt con mày nó hiếu với mày. Còn bây giờ mày không hiếu với tao thì mai mốt con mày nó bắt hiếu với mày thôi. Còn tao mai mốt á, tao lớn một chút mà tao thấy không ổn thì tao vô chùa tao tú, có chỗ rồi, không có sao. Hiểu không? Quý vị nói vậy mà con mình nó hiếu với mình đó. Chứ đừng có đặt vấn đề à, nghe, tao nuôi đó nghe, tao cực dữ lắm đó nghe,
tao buôn bán ngày đêm đó nghe, tao cho đi học đó nghe, mai mốt có tiền mà không nuôi tao là chết đó nghe. Hiểu không? Mình nói vậy là mình đặt vấn đề về con quá. Thôi, mình tại vì mình đã sanh người ta ra, rồi bây giờ mình phải nuôi người ta chứ mình đặt vấn đề cái gì mà người ta nuôi mình. Nếu người ta hiểu thì ta nuôi, còn người ta không hiểu người ta không nuôi cũng là do nhân quả của mình thôi. Nên nó nghe câu này mà từ bây giờ cho tới mai mốt già nhớ nghe chưa. Mai mốt mà con không nuôi đừng có trách nó nghe. Tại vì những đức với quý vị không biết ai chết trước chết sau. Hoặc là bây giờ có duyên thì ngồi ở đây làm gì, nhưng mà không có duyên thì ở đâu tùy duyên thôi. Nhưng mà quý vị phải nhớ câu những đức nói là sau này già đó mà con hắt hủi không nuôi đó đừng có đi than van nghe. Tại vì những đức nuôi nhiều người già mà người ta than van mà. Ban đầu người ta mới vô á là có nhiều bà già bà chửi con bà tá lạ bệnh nhưng bà chửi dữ lắm. Đây là những đứa nuôi bà già kinh nghiệm mà bà chửi dữ lắm. Bà nói con mà biết á, con nó đối xử với con gì đó thầy, là con bóp mũi lúc còn nhỏ. Bà sao bà ác ghê. Bà nói chứ bà làm sao bóp mũi nó nổi. Thì bây giờ nó lớn cái mặt nó thấy ghét vậy chứ lúc mới đẻ ra tội nghiệp lắm. Lúc mới đẻ ra bị nhìn nó không có nở lòng gì chứ. Nó gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện. Người ban sơ vốn là thiện, mới đẻ ra nhìn thiện dữ lắm. Hiểu chưa? Nít quý vị coi không? Ngây thơ vô cùng. Có khi mình với chồng mình chữ lộn sùm ấy như vậy mà nó nằm đó. Mình lỡ mình nói cái thứ mày giống thằng cha mày tao. Nó quýnh tao mà mày cường vậy đó. Nó quýnh tao mà mày cường vậy đó. Rồi mình nói mình cũng cười theo nó luôn. Không lẽ làm gì nó bây giờ. Hiểu không? Đó gọi là nhân chi sơ tính bản thiệt. Nhưng mà càng ngày càng lớn lên thì tự nhiên nó thay đổi tính tình, thấy chưa? Nên bây giờ mình nói đứa con này thấy ghét biết gì, lúc còn nhỏ tao bóp mũi phước cho rồi, nhưng đâu có làm được điều đó. Đó, tức thì nói diện chút thôi chứ đối với người làm cha làm mẹ sao bỏ con. Nên á, nhiều người làm cha làm mẹ cứ khổ vì con à. Nó, đứa con á mà bán dù thì bữa nay á mà nắng quá trời nắng thì mẹ cầu mong cho bữa nay mưa đi để bán dù được. Vừa cầu mong mưa thì mưa một cái thì người mẹ này buồn. Buồn là đứa con bán dài kia mưa gió không ai mua. Thế thì coi nó không thế nào mà vừa lòng người ta được. Người ta mong muốn là viên mãn không ạ. Nên trong cái cuộc đời này nó không viên mãn. Giống như bàn tay mình có ngón dài ngón ngắn nha quý vị. Nên tất cả những người làm cha làm mẹ đừng bao giờ buồn trách con khi nó bất hiếu với mình. Mà mình hãy dạy con chân thật đi, tùy vào phước duyên phước phần của mình. Còn tất cả các cháu ngồi đây các con nhớ nè, một con người mà bất hiếu rồi thì các con không có một cái thành công gì trong cuộc đời này hết trơn. Những đức nói lại cái câu bị hởm nè, cha mẹ mà gầy tới cái mà cái mặt nhăn nhăn là thua. Mấy đứa con gái nè, mẹ mà nói tới cái mà cầm điện thoại bấm nghe, bấm 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 con én là phụ mẹ cái này coi én ngồi im gu én buông điện thoại xuống bạch kêu giờ kêu hoài à. Ta đang chơi điện tử tới cái đoạn hay thấy ghê kêu hoài. Đứng lên đi dậm 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 cái mỏ chu nhỏ quét. Thù. Đây có nhỏ gái nào vậy không? Hiểu chưa? Nó không gái gì mà xấu lắm nghe. Vậy là xấu lắm đó con. Không có nên làm vậy đâu. Mẹ cha vừa kêu tới cái là dạ. Hiểu không? Mẹ cha vừa kêu tới cái dạ. Con làm gì con? Dạ con bấm điện thoại. Hiểu không? Nó cha mẹ mà kêu tới một cái là mình dạ liền, là biết cha mẹ cần mình là bước đến liền. Nên mấy đứa mà nghe gì rồi mà về mà cha mẹ kêu mà cứ ngồi hoài bấm điện thoại rồi á buông ra cái mặt nhăn nhăn dậm chân dậm cẳng xấu lắm á. Nhắc hoài chỗ này mà không sửa nữa là chết. Không có tồn tại đâu nghe chưa. Đó. Nên nó cha mẹ mà mình mà không hiếu, mai mốt mình đi học xa, vừa đi học xa rồi có bạn trai, có người yêu và có bồ bịch, bắt đầu là hẹn ra trường cưới nhau. Cha mẹ cho tiền đi học quá trời luôn á. Lớn lên cái là yêu yêu cái hẹn ra trường cưới. Vậy cái chuyện để cho cha mẹ ở đâu không chịu
báo hiếu chút nào hết chứ. Bây giờ còn nhỏ nè, thời gian được ở gần cha mẹ nè, làm đi. Những việc gì làm được làm đi các con. Chứ mai mốt các con lớn lên, các con đi học xa rồi đó, tự lo cho bản thân mình rồi đó. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ này phải dạy các cháu ở nhà nó giỏi, nghe chưa. Con gái mà ở nhà biết lau nhà nè, biết nấu cơm nè, biết dọn dẹp nè, biết giặt đồ nè, sau này nó đi học xa mình yên tâm con mình. Còn gả nó đi đâu mình cũng thấy yên tâm con gái mình, nghe chưa. Cho mấy vị mà làm cha làm mẹ mà thương con không cho làm động móng tay á, thì sau này á, người ta cắt móng tay nó không còn móng nữa. Chứ đừng nó mà động. Từ nơi đó con gái phải dạy cho cái việc nè, lau nhà nè, nấu cơm nè. Đứa nào ở đây biết nấu cơm đưa tay anh coi, con gái á. Mấy nhỏ gái đây đứa nào biết nấu cơm đưa tay cao coi. Đứa nào biết nấu canh đưa tay anh coi. Rồi đó nghe, để tay xuống đi. Con gái phải tập lau nhà, nấu cơm, chuyện này không có bỏ được đâu. Muốn hạnh phúc gia đình sau này là phải biết làm chuyện này đó. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Tập nấu đồ ăn cho ngon. Tập nấu đồ ăn cho ngon. Đi vô chùa mình mấy đứa nhỏ nhỏ kìa, những đứa tập cho nấu ăn, những đứa không kìa. Bị chê tối ngày. Giết nấu ngon luôn. Mà đa phần bây giờ con gái không biết nấu ăn nha. Đa phần luôn chật. Chắc là sau này muốn đi làm mẹ chứ không muốn làm dâu hay sao. Bây giờ vừa yêu nhau đã đi đẻ rồi, bởi vì nó đâu cần làm dâu đâu, làm mẹ người ta không. Nên từ nơi đó mà bây giờ không cần nấu ăn nấu gì nữa chứ. Thấy chưa? Bởi vì gia đình nó không hạnh phúc là do cái chuyện không biết nấu ăn. Bây giờ tự nhiên đi làm bận biểu sáng cái là đưa tiền mỗi người ra ăn tô phở, tô hủ tiếu, ăn dĩa cơm. Vậy thì gia đình mình chia ba xẻ bảy làm sao gọi là đoàn kết. Còn ngày xưa sáng ta đi làm là gia đình người ta ngồi ăn cơm buổi sáng. Đúng ra nghe, đi làm gì đi làm nghe. Sáng mình nấu nồi cơm nho nhỏ rồi mình làm miếng đồ ăn. Vợ chồng con ngồi lại ăn nhau. Sáng mình làm cha làm mẹ cũng dặn gia đình mấy câu. Sáng nào cũng dặn mấy câu mấy câu. Con ơi đi ra đường chạy xe đàng hoàng nghe con. Thấy cái nơi nào mà ta quýnh lộn quýnh lạo tránh xa ra nghe. Đó, dạy mấy câu vậy, sáng nào cũng nói mấy câu vậy. Vậy thì cái gia đình này bổ túc hạnh phúc biết nhiêu nói không. Sáng mở mắt ra cái bắt đầu là nè con tiền nè, đi học đi. Nè ông tiền nè, đi đi. Rồi bắt đầu là rồi là nảnh ai nấy đi. Đi tới chiều tối về cái mệt quá đi tắm. Kẻ đi trước người đi sau. Người đi về trước thì nằm đó bấm điện thoại. Hoặc là ngủ, người đi sau về cũng mệt. Về tắm cái ịt ngang ngủ. Vậy thì gia đình mình quanh năm suốt tháng chưa từng được ngồi chung với nhau. Nên gia đình này không có đoàn kết thì gia đình này không có hạnh phúc. Nhớ nghe. Trời ơi, người ta chỉ cho hạnh phúc. Nó quý vị coi gia đình người ta đông gì mà hạnh phúc là gì sao. Sáng nào cũng ăn cơm chung rồi nói chuyện. Ăn cơm chung rồi nói chuyện, bổ túc hoài vậy đó mà hạnh phúc đó. Nó còn quý vị bây giờ có mấy người ta lo gì dữ vậy. Ồ đây quý vị coi, người ta lo một ề thấy ghê. Mấy ngày nay đổ bê tông. Mới tuần trước mà tuần này lỡ thấy lạ thấy ghê chưa. Mấy ngày nay đi xuống dưới đây làm kịch liệt đó, thấy vui. Rồi bắt đầu là thứ hai đầu tuần bắt đầu là lót gạch nè. Tuần sau bị vô thấy lạ nữa nè. Đem gạch bể về sẵn rồi đó. Mấy thầy mấy chú chùa nói ủa sao không mua gạch nguyên lót đại đi. Gạch bể lót mà tính ra xi măng cát đá này nó cũng như gạch nguyên à. Có khác gì đâu. Cũng tốn tiền dữ lắm. Sao lót gạch bể chi à. Những đức nói lót gạch bể như vậy đó. Nếu ai có góc độ thì nhìn ra. Hiểu chưa. Nhỏ như tích thiểu thành đa. Con người sống trong cuộc đời này sự thành công gì mà không bắt nguồn từ cái nhỏ. Các con nhớ không. Cái thất bại của con người thời đại là ngay cái gì các con biết không? Cái thất bại là ngay cái chỗ là cái gì cũng nhìn cao mà không chịu nhìn thấp. Nhìn cao mà không nhìn thấp, nghe chưa? Đứa nào mà đứng gần gần mà như đứa chỉ hoài là có đô lắm á. Nhớ. Nó. Ngày xưa mà ta thành công toàn là ta từ cái căn bản nhỏ nhất ta làm mới thành công.
Nên đi vô chùa mà thấy xung quanh mà lót gạch bể là biết ngôi chùa mình đoàn kết làm sao rồi. Tuy là nhỏ như là mỗi một con người, nhưng mà lại đồng tâm hợp sức thì trở thành một vị trí bằng phẳng. Và thấy nó cũng có thẩm mỹ lắm chứ. Gạch bể lót cũng đẹp lắm nghe. Đó, khi lót gạch bể thích lắm. Trải bê tông xi măng cái bắt đầu là ngồi tập trung lại. Thứ hai này bắt đầu lót vui lắm nè. Chứ tập trung tất cả mấy bà già, mỗi bà cầm miếng gạch bể ra lót. Bà lội vô bùn xình, bà lội vô trong cát xi măng. Bà lót, mình thấy vui lắm nghe. Mà làm mà thấy nó vui công nhận thiệt. À, mỗi người tay chân cái tự nhiên kết duyên ngay. Nên ai phải khỏe muốn bữa đó lót là ở lại. Nó lót cục gạch này cái nói nè, chị biết á, cái xăng này lót là có tay tôi nè, miếng gạch này tôi lót nè, tôi lót đó. Nó ngày xưa Tịnh Thất Quan Âm những đứa cắt mấy cái nhà và trồng mấy cái cây. Những đứa nghĩ sau này mà mình nếu không có ở đây á, thì lâu lâu trở về cũng nhìn thấy cái cây cũng là một cái ý nghĩa. Hiểu không? Nó còn mấy cây sa la cho nó hồi xưa những đứa trồng. Tới bây giờ càng ngày càng lớn. Nên con người ta có những quốc gia người ta lại trồng cây mà tưởng nhớ người thân. Nên con người chúng ta sống trong cái cuộc đời này á, nên sống làm sao cho nó có ý nghĩa và sống mà có một tư tưởng để làm người. Nên tất cả các cháu ở đây á, các con nên tập coi lịch sử. Nhớ cái câu nghe, không phải là cổ lưu sĩ đâu, càng coi lịch sử thì càng có trí tuệ. Ngộ vậy đó. Những đứa thấy lịch sử rất là hay, như những đức mà coi lại tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đức nói đúng là tư tưởng hay. Nếu như biết áp dụng thì đặc biệt là hay thiệt. Nó nên á, mình tập được là sau này có giàu sang, có điều kiện, nhưng mà mình vẫn là giữ được cái nét sống, cái nếp sống đơn giản, bình dị. Thì con người như vậy rất là tồn tại. Mong rằng tất cả các cháu ngồi đây nghe, bây giờ nên tập hiếu với cha mẹ. Đừng đợi sau này chúng ta muốn báo hiếu thì cha mẹ không còn. Còn tất cả những người á, lớn ở đây làm cha làm mẹ rồi đó, cha mẹ già rồi thì chúng ta cố gắng hiếu được thì hiếu đi. Bây giờ mình biết đạo biết tu rồi, cha mẹ ở xa mình gỡ máy nghe pháp cho cha mẹ, hoặc mình về mình thăm mình dạy cho cha mẹ mình niệm Phật, để sau này cha mẹ mình ra đi đó thì cha mẹ mình đi đến cái nơi an lành tốt đẹp. Đó là bổn phận làm con chân thật hiếu với cha mẹ nghe. Mấy cháu vô đây học tập à, sau này lớn lên ít gì cũng bị ảnh hưởng ngôi Tam Bảo. Bị ảnh hưởng trong ngôi Tam Bảo. Rồi có đạo đức, sống có nhân cách. Người làm ông bà cha mẹ mà mình cho con cháu mình được vậy, đó là món quà lớn nhất rồi đó. Chứ không phải của cải đâu nha. À, cho của cải nhưng mà không có đạo đức cũng bằng không. Dạy cho các cháu biết đạo đức. Dù là bây giờ nghèo mà có đạo đức vẫn là hơn giàu mà không có đạo đức. Bây giờ tất cả những người làm cha làm mẹ, ai mà không mong muốn đứa con của mình nó hiếu với mình. Vì đứa con nó hiếu với mình là đứa con có đạo đức. Còn nếu như giàu mà con bắt hiếu cũng không ai ham. Học nước này nước kia nước nọ mà về thì nghinh bặt ngỗ nghịch thì cũng bằng không. Còn hơn là đứa con dốt nát mà nó biết hiếu đạo. Thiệt. Còn hơn đứa con dốt nát mà hiếu đạo. Còn nếu như đứa con mà có học mà có hiếu nữa thì thôi, quá đặc biệt. Có học mà còn có hiếu nữa quá đặc biệt. Cái đó mình đòi hỏi quá đúng không? Nếu như bây giờ có học cao hiểu rộng mà không có hiếu thì hoàn toàn hạ cấp. Còn thiếu học mà có đạo đức thì xã hội luôn luôn trọng dụng và quý thương, chắc chắn là 100%. Nhớ. Nên xuống nhà ăn mớ, cái vàng lo nó cũng chưa ổn định, nó có thời gian ấy, điều chỉnh sắp xếp nó. Chứ riêng cái nhà ăn này là âm thanh không được hay á. Không được hay tại vì nó hơi vang một chút. Nên quý vị biết rằng là chùa của mình cái quan trọng đặc biệt thành công là ngay chỗ đoàn kết. Nói mà chương trình lễ 4 ngày là mình thấy cái chùa mình nó đoàn kết cỡ nào.
làm việc cả ngày mà tối lên lễ Quan Âm, đưa lên quy tắc gì là tương đối chấp hành. Đây là điều quan trọng đó nghe, rất là quan trọng. Nên hôm nay chúng ta học tập đoàn kết là sức mạnh, là hạnh phúc của mỗi một con người. Thí dụ như gia đình của mình mà có đạo đức, biết đoàn kết thì gia đình của mình hạnh phúc à. Còn bây giờ cha mẹ cực khổ làm ra tiền, con đi phá của, quý vị coi vậy là đâu có đoàn kết đâu. Rồi nếu con, gia đình của mình mà nếu mà thiếu giáo dục, đứa này làm nhiều, đứa kia làm ít, tranh cạnh nhau, chia của cho đứa này chỗ này, chia của cho đứa kia chỗ kia, nó nói sao mà chia cho nó cái chỗ, một cái miếng đất mà không phải mặt tiền, còn chia cho người kia thì sao miếng đất mặt tiền. Nếu mà những cái hành động như vậy có nghĩa là gia đình của mình thiếu đoàn kết, hiểu chưa? Gia đình thiếu đoàn kết. Mà một gia đình thiếu đoàn kết dù có giàu chăng nữa cũng không được hạnh phúc. Bây giờ tất cả quý vị ngồi ở đây có ai mong muốn mà con của mình mà nó tranh giành của cải không? Không ai mong muốn. Nhưng mà mình không dạy con mình từ khi còn nhỏ thì sao mà nó không giành của được? Mình không dạy từ khi còn nhỏ thì nó mới giành à, nó giành nó giật à. Nhiều con người sống trong cuộc đời này nghĩ rằng là mình mạnh, mình khôn là mình giành. Bậy, làm sao giành được? Trong nhà Phật nói không có giành được. Trong mạng có thì mới lấy được. Mà đã là trong mạng có mà đi giành vậy thì phải là đáng thương không? Trong mạng có mà đi giành là tổn trong mạng quá nhiều mới có. Nên mỗi một con người chúng ta nghe giáo dục mà còn xuyên qua định lực nhân quả nữa thì con người nó rất là đặc biệt. Xuyên qua định lực nhân quả nữa, con người đã tin sâu nhân quả. Như tuần trước chúng ta có một câu nói rằng hai bên vai chúng ta đều có hai ông thần. Mỗi người đều có hai ông thần, lúc nào cũng hai bên vai chúng ta. Đây là cái nguyện rồi. Nên khi sanh ra đời là có hai ông thần đó. Một ông thiện, một ông ác. Thấy chưa? Nếu như cái nghiệp duyên của con người này mà nó thiếu phước quá thì ông thần ác tự nhiên nó sẽ theo nghiệp duyên đó mà giải quyết cái ác này, thì người đó không tồn tại. Nếu như mà phước duyên người này quá lớn, ông thần ác này ông muốn làm điều gì đi chăng nữa thì cũng không được. Không được. Tại vì phước duyên ta quá lớn, hiểu chưa? Từ nơi đó mà bây giờ đã có hai ông thần, một ông thiện một ông ác đi ghi. Vậy thì bất cứ một cái việc làm gì của mình, bất cứ ở nơi nào, mình có trốn ai đi chăng nữa thì ông thần ác ông vẫn ghi, ông thần thiện ông vẫn ghi. Hiểu được cái nguyên lý này rồi thì tự nhiên ai dám làm điều sai. Nên nói là giáo dục xuyên qua định luật nhân quả là như vậy. Nên gia đình của mình có sự đoàn kết là tin nhân quả. Nên không có cái chuyện mà con cái mà nó đố kỵ nhau, con cái mà nó cái kiểu giành của với nhau, rồi nó muốn ăn nhiều nó để ít cho người ta, nó muốn ăn cái ngon nó đưa cái dở cho người ta. Anh em mà có khi nó cũng vậy luôn. Bây giờ con mình lúc còn nhỏ thôi, hai đứa con, mình mua chỉ đúng một cục kẹo thôi, mình thử hai đứa con này đi. Bây giờ mình đem một cục kẹo gì mà nói hôm nay ba mẹ mua cho đứa được có một cục kẹo à. Bây giờ hai anh em con, hai chị em con, đứa nào muốn ăn cục kẹo này? Nếu như mà chị nó nói thôi ba mẹ để cho em đi, em nói thôi em là em nhỏ thôi để cho chị đi. Nếu con quý vị mà được như vậy thì chắc chắn sau này con quý vị là gia đạo có phúc, gọi là có đoàn kết đó nghe. Còn tranh giành là gì? Tranh giành là không đoàn kết. Mà đã là không đoàn kết thì không có một thành công nào mà nằm trong cái không đoàn kết chứ. Nên tất cả những cái thành công trong cuộc đời này mà cá nhân là không bao giờ tồn tại. Thành công cá nhân là không tồn tại.
Thí dụ như gia đình mình mà đầy đủ của cải vật chất mà mọi người đều đói hết thì cái gia đình quý vị nó cũng giết quý vị chết sớm hơn nó nữa. Nên có ăn thì là cùng có ăn, có bận thì cùng có bận, có vui thì cùng vui, mà có khổ thì cùng khổ. Người như vậy gọi là đoàn kết. Nên những cái bài học tập này là những đứa rút ra từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những đứa có đọc qua sách tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu như mỗi một người làm chủ mà biết được cái nguyên lý này thì xin thưa quý vị, quý vị sẽ làm ông chủ tồn tại giàu lâu. Vì sao? Quý vị có ăn cho người ta có ăn chứ. Quý vị chỉ biết đem về gia đình quý vị cho thiệt nhiều, còn quý vị không coi cái người làm công ra gì hết thì quý vị làm sao làm ông chủ tồn tại? Con người ta vẫn biết là mình giàu là từ cái sức cực khổ người ta. Tuy người ta làm công nhưng mà cũng là công sức. Mình phải đáp ứng làm sao phù hợp đối với công sức người ta đã làm cho mình. Một ông chủ như vậy thì mới là ông chủ có đạo đức, mới tồn tại được trong cuộc đời này. Còn nếu như ông chủ này mà chỉ biết gom góp mà không biết nghĩ đến người làm công, vậy thì ông chủ này không bao giờ làm chủ lâu dài. Nên những đức nói với quý vị nghe chứ, cái lớp học này nó bổ túc cho mình cái chuyện thứ bảy chủ nhật mà đi về chùa tu cực kỳ quan trọng. Những đức nói rằng quý vị ngoài đời nếu làm thêm mà bỏ ngày thứ bảy chủ nhật đó nghe. Nói đây là nói những người mà biết đi đến chùa này á. Nếu làm thêm được tiền mà bỏ ngày thứ bảy chủ nhật là quý vị đang tạo một món tài sản mà chuẩn bị phá sản. Nhớ, đang tạo một món tài sản chuẩn bị phá sản. Tại vì sao? Quý vị không lót nền móng mà muốn xây nhà cao thì khó vô cùng. Về cái nền móng để mà lập sự nghiệp trong cuộc đời này là nền móng gì quý vị không? Đạo đức và niềm vui. Niềm vui nó bổ túc cho cái năng lượng của mình đầy đủ. Đạo đức nó giúp cho mình tu được phước duyên dày. Hai điểm này kết hợp thì con người ta mới có thể thành công tồn tại lâu dài. Nếu như bây giờ mà quý vị nghe được, tiếp nhận được rồi, nhưng mà quý vị lại không chịu cố gắng đi bồi dưỡng tiếp tục mà để nó gián đoạn đi, giống như một đoạn đường bằng phẳng mình đang đi, nếu như mình không chịu đi nữa thì tức khắc gián đoạn. Mà khi gián đoạn rồi là tức khắc nó xuyên qua con đường cong quẹo hoặc con đường ổ gà. Nên nhớ, nên chúng ta là cả đời phải cần được bổ túc về đạo đức giáo dục, bổ túc hoài luôn. Nhà bác học nói câu học hoài học mãi, học không ngừng nghỉ. Thấy không? Cứ nghĩa là tiếp tục mà học, dù là học giỏi như nhà bác học nhưng mà vẫn siêng năng học. Người con hỏi vì sao cha là nhà bác học rồi mà lại còn siêng năng học như vậy? Thì nhà bác học nói rằng là nếu ta không siêng năng học làm sao ta là nhà bác học? Nên từ nơi đó, nếu ta làm biếng thì tiểu thua. Hiểu chưa? Nên là phải siêng năng. Cái thành công là từ ngay siêng năng, kiên trì, kiên nhẫn mà thành công. Nên một con người không có khả năng gì đặc biệt nhưng mà họ kiên nhẫn là họ thành công. Họ kiên nhẫn là họ thành công. Giống như chúng ta thấy một cái ổ kiến mà đắt rất là nhiều, nhưng mà thật sự là mỗi con kiến nhỏ nhỏ nó tha chút đắt, chút đắt, chút đắt vậy đó, mà nó tha thành một đống đắt. Còn quý vị coi một cái tổ chim, con chim nó đi lụm từng cọng cỏ nó đem về, vì mà nó đang thành một cái tổ chim, quý vị coi đúng không? Nếu như con chim, con kiến này mà nó không đoàn kết, nó không nhiệt tình thì đố mà nó thành công được như vậy. Không bao giờ thành công được như vậy, phải nhớ. Nên bản thân của những đức cũng thấy rõ ràng mình được cái gì, kiên trì. Khi làm một cái gì là những đức rất là kiên nhẫn mà làm cho tới cùng, không có bỏ cuộc nghe. Quý vị mà từ khi biết những đức tới bây giờ, mỗi tuần chủ nhật quý vị thấy không, cái uy tín của những đức là ngay cái chỗ gì, người ta tin tưởng. Chủ nhật nào người ta về chùa người ta cũng yên tâm là nhất định là mình hướng dẫn người ta tu. Ngày xưa những đức
Ngày xưa Nhẫn Đức là biết một vị thầy, ông rất giỏi, nhưng ông bị mất uy tín mà ông thất bại. Đúng có một cái là ông mất uy tín, ông thất bại. Thí dụ như buổi giảng của ông đã lưa lịch lên hết, nhưng ông có thể bận bịu không giảng. Đây là cái chỗ cực kỳ mất uy tín. Chùa chúng ta không cần phải nghe điện thoại vì cái chuyện lên lịch giảng. Không cần phải nghe điện thoại. Còn ngày xưa những đứa cầm điện thoại cho một ngôi chùa là hoàn toàn tới thứ năm, thứ sáu là người ta điều điện quá nhiều, hỏi thầy hôm nay có giảng không. Còn riêng những đức thì khỏi cần phải hỏi tớ, tại vì 8 năm mấy nay là hoàn toàn như một ngày. Đây là cái quan trọng. Hoàn toàn như một ngày. Bởi quý vị để ý, những ngày lễ vía những đức đã từng gặp những sự cố bệnh, bệnh rất là nặng. Nhưng những đức mạnh dạn nói câu là lết được những đức sẽ lết đi liền. Nhưng nếu những đức mà không xuống là chắc chắn là lết cũng không nổi thì chịu thua, hiểu không? Nên muốn dạy cho các cháu tư tưởng gì? Cái tâm quyết chí là sự thành công, các con nhớ nghe. Đoàn kết là sự thành công. Những đứa coi một cái bộ phim, một cái quốc gia này lớn vô cùng, cái quốc gia này nó mạnh gấp 3 lần cái đất nước khác. Như vậy mà nó bị một cái đất nước nhỏ vậy thống trị nè. Một đất nước nhỏ mà thống trị một đất nước lớn gấp 3 lần nó luôn. Quý vị phải nhớ rằng nước Nhật không lớn nha. Một là nước Nhật nó có một cái sức đoàn kết cực kỳ cao. Người Nhật từ khi còn nhỏ là được sự rèn luyện về cái chí hướng và gan dạ. Hai điểm này cực kỳ mạnh luôn. Và thêm cái được rèn luyện từ nhỏ là một con người chí hướng gan dạ, nên nó có sự thông minh. Quý vị thấy đồ của Nhật không? Gọi là uy tín và chất lượng. Là vì sao? Vì gốc độ sâu, được rèn luyện từ nhỏ, gan dạ quyết đoán. Nên tuy là một đất nước nhỏ nhưng mà về kinh tế không thua những đất nước khác. Nước Nhật nhỏ vậy đó mà từng có một thờ nó muốn thống trị một số đất nước lớn luôn á. Mà vì sao một đất nước lớn mà bị đất nước nhỏ thống trị? Chỉ đúng ngay chỗ nào biết không? Ngay chỗ không đoàn kết. Một đất nước lớn mà bị đất nước nhỏ thống trị là do ngay chỗ nào? Là do đất nước đó, con người làm việc trong đất nước đó là chỉ biết bỏ túi riêng mà không nghĩ tới đất nước của mình. Nếu như đất nước mình bị thống trị thì bản thân chúng ta cũng sẽ chịu khổ trong sự thống trị đó. Nếu như đất nước chúng ta mà là đoàn kết thì đất nước chúng ta là không ai dám động đậy tới hết, vì nó không có kẻ hở để cho người ta chen vào. Nên những đức coi cái câu chuyện mà đất nước lớn bị đất nước nhỏ thống trị là chỉ ngay đúng chỗ đất nước nhỏ nó dùng tiền, dùng vật chất để mua chuộc những người trong đất nước lớn. Rồi những người trong đất nước lớn đó vì tiền bạc mà cuối cùng bán nước mình. Cuối cùng đất nước lớn bị đất nước nhỏ thống trị. Nên con người cần phải đoàn kết. Nên cái bài học chúng ta gọi là gì? Đoàn kết là sức mạnh, là hạnh phúc cho mọi người. Phải không? 100% luôn. Vậy thì tất cả các cháu nhỏ ngồi đây, các con sau này đi học ở nước ngoài, đi nước nào chăng nữa, các con phải nhớ là quê hương đất nước của mình. Mình học là để đem cái hay, giống như Bác Hồ vậy đó. Giống như Bác Hồ đi học để đem tất cả những chất xám đặc biệt của các nước trên thế giới, ngài đem về để mà ngài áp dụng trong một cái đất nước lạc hậu trong thời cuộc đó của chúng ta. Bây giờ chúng ta là đi gom nhặt những cái hay để đem về phục vụ cho đất nước chúng ta cường thịnh, hiểu chưa? Người như vậy thì là con người á, uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ cây, trồng cây. Còn nếu như mình đi đến đất nước khác phồn hoa đô thị sang trọng, tự nhiên cái mình bị ảnh hưởng từ cái của cây vật chất, cái tự nhiên mình coi đất nước của mình rẻ, đất nước của mình nó không bằng người ta, cái mình thích ở những cái đất nước phồn hoa. Vậy thì con người vậy chúng ta không nhớ tổ tiên, hiểu chưa? Nên á, con người một đất nước đó, mình đi đến một đất nước nào cũng phải đem cái sĩ diện của đất nước mình đi đến đất nước khác để cho người ta tôn trọng đất nước mình. Nếu như mình đem một cái hành động sai lầm
đi đến một đất nước của người ta để người ta chửi cả nước mình, như vậy thì cái tội lỗi mình cực kỳ lớn. Thí dụ như mình là người Việt Nam đi đến nước Mỹ, mình đi ăn cắp đồ người Mỹ, người ta bắt được mình, cuối cùng hỏi ông là người nào, là người Việt Nam, nói đúng là người Việt Nam, thấy không? Có nghĩa là người ta không chửi cái tên ông ổi, ông xài, ông mít, mà ta lại chửi cả người Việt Nam. Nếu như nhiều người Việt Nam đi đến nước khác mà là như vậy thì chúng ta sẽ bị người ta xem thường toàn cả nước. Nên những đức đi tu ở trong chùa, lúc trước chùa của mình á, ở đây nè, mấy cái cảng nè, thì người nước ngoài ghé rất là nhiều. Những đức dặn tất cả người trong chùa mình, và lúc những đức mới xuống đây, những đức có bố trí cho mấy cô mình biết tiếng Anh á. Khi mà gặp người Mỹ đều đến giao tiếp và dẫn người ta đi tham quan, dẫn đi tham quan vòng là cho người ta mỏi chân á, mỏi chân xong dẫn vô nhà bếp gót cho người ta ly nước, đem ra cái bánh miếng ổi đem cho ta ăn. Vậy mà mấy người Việt, mấy người nước ngoài người ta khen, người ta nói công nhận người Việt Nam nhiệt tình quá, hay chưa? Người ta khen vậy là ta khen cả nước Việt Nam, hiểu chưa? Thì cái phước của mình rất là lớn. Nếu mình đi ngược lại là người ta chửi cả đất nước Việt Nam thì cái tội mình cực kỳ lớn. Các bé nhỏ này nhớ nha, nhớ đó. Nên rất là nhiều người đi du học mà cuối cùng trở về quê hương thì không có được một cái chút gì đặc biệt cả. Tại vì sao? Cái gốc đã nhổ đi thì chúng ta đậu ở đâu? Các con nhìn cái quạt nó quay gì nè, các con hãy bình tĩnh nhìn nó đi. Nó tại sao nó quay vòng vòng được mà nó không rớt xuống? Vì nó có trụ trụ. Cái trụ trụ đó thì giống như một con người có nguồn cội vậy đó. Nếu như mà chúng ta tháo nó ra mà kêu nó quay là tức khắc nó không có ổn định được một chỗ, mà nó quay tùm lum, nó đụng tá lả âm binh hết, hiểu chưa? Nên con người mà đã mất nguồn cội thì con người này sẽ không bao giờ tồn tại. Nên chúng ta có đi đâu cũng là nhớ quê hương xứ sở của mình, đem tất cả những cái hay để mà chúng ta áp dụng vào đất nước chúng ta càng tốt. Nếu như những bài học này là nhân sinh thì chắc chắn rằng con người nào mà không cần nghe bài học này. Nhất là cái công đoạn đất nước lớn bị đất nước nhỏ thống trị, thì tất cả con người dân của chúng ta nghe phải nhận thức chỗ đoàn kết là quan trọng. Dù mình nhỏ nhưng đoàn kết là mình sẽ không chịu thiệt thòi. Nếu như mình không đoàn kết vô cùng thiệt thòi. Nên những đức cô phiên kháng Nhật 8 năm mà Trung Quốc bị Nhật thống trị, những đức nói đất nước Trung Quốc nó lớn cỡ nào, nhưng mà khi coi phim ảnh nó chiếu lại cũng là lịch sử. Nhiều người toàn là nhát rồi của cải vật chất mà cuối cùng đất nước lớn bị đất nước nhỏ thống trị. Vậy thì tất cả chúng ta được giáo dục cho con cháu mình sau này tuyệt đối không vì một cái nhà mình mà mình bán rẻ một đất nước của mình. Nhớ nghe, không được làm điều này. Tại mình làm điều này là mình là một con người tội nhân thiên cổ, không nên. Nên con người là tiền là quan trọng, đúng không? Nhưng mà đừng bao giờ vì tiền mà chúng ta bán rẻ lương tri của mình. Các con nhớ, mấy đứa bé nhỏ đây nhớ nè. Đừng bao giờ chúng ta nghe cái câu nói có tiền mua tiên cũng được. Những đức đã thấy bao nhiêu người giàu rồi, họ có hạnh phúc gì đâu. Họ rất là giàu mà họ không được hạnh phúc. Vậy thì có tiền mua tiên cũng được, đúng không? Không. Chúng ta nếu có tiền mà thiếu đạo đức thì chúng ta mua được cái sự giả dối thôi. Chúng ta đem đồng tiền đi mua những cái thứ giả dối để đem về thôi, chứ không có cái chuyện mua thật chắc đâu, 100%. Như bây giờ chùa chúng ta, quý vị về đây quý vị thấy rằng là mình có niềm vui, có sự bình an nè. Là vì sao? Vì cái tư tưởng của mình là con người thương con người. Giống như hồi chiều những đức gặp mấy người, những đức nói về chùa mình tu quan trọng là gì? Quý vị cười nhiều là được rồi. Cô đó có nói vậy thì con ra ngoài sân con đứng cười hoài được không thầy? Những đức nói được nếu cô làm được điều đó. Được nếu cô làm được điều đó. Nếu như mà cô cười quá đáng mà ai qua lại cũng nhìn cô mà không cười là cô biết cô cười như thế nào rồi đó. Hiểu chưa? Nó quý vị biết rằng á, cười nhưng mà nó cũng có đúng lúc đúng nơi đúng chỗ. Nói tóm lại là đừng nên hiện ra một cái gương mặt mà nhăn nheo bèo nhèo, cái mỏ nhọn quét. Người ta đến nhà mình, người ta đến chùa mình,
mình niềm nở, mình nhiệt tình thì người ta cũng cảm nhận được thôi. Còn gặp nhau thì chào nhau nở nụ cười đúng nơi đúng chỗ. Chứ bây giờ kêu ra ngoài săn chùa mà đứng cười hoài, chắc ta nói bà này bị bệnh tâm thần, chắc ta cho xe đến chở đi luôn, hiểu không? Nên những đứa có nói câu là được, nhưng nếu cô làm được điều này, hiểu không? Nên đi về nhớ. Nên từ nơi đó mà cái quan trọng là giữa con người đến với con người mà thấy bình an. Giữa con người đến với con người thấy bình an là điều hạnh phúc nhất. Những đức nói bảo đảm quý vị là hơn 8 năm những đức về đây, một số người đã biết những đức thì họ cảm thấy rằng là chơi với con người này cảm thấy bình an. Một là gì? Thẳng thắn. Hai là rõ ràng, không có qua lệ quá thân mật nhưng lại được tồn tại lâu dài. Và quý vị cũng chưa từng thấy những đức khi ngồi chung với quý vị mà nói những lời ngọt dịu, không có. Những đức chưa bao giờ ngồi với bất cứ một cô nào, một chú nào, Phật tử mà những đức nói những lời ngọt dịu mà để lấy lòng mà vượt quy củ. Nhớ nghe, nó đều tùy duyên hoàn toàn trong cái chuyện nói chuyện. Nên chúng ta chơi với nhau rất là lâu dài. Còn nếu như mà ngọt dịu dụ dỗ người ta thì một thời gian là chúng ta chia tay, không tồn tại đâu. Nên cái quan trọng của chúng ta mà đến với nhau mà cảm thấy bình yên là gì? Là chân thật nhiệt tình. Giàu nghèo gì cũng được. Đó. Nhớ. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy các cháu về đây học tập lớp đạo làm con. Cái duyên này rất là thù thắng, nên ông bà cha mẹ các cháu nên tạo điều kiện cho các cháu dành chút thời gian mỗi tuần thứ bảy cho các cháu được về chùa, được nương vào ngôi Tam Bảo để được giáo dục. Sau này các cháu lớn lên sẽ trở thành những con người có tư tưởng, sống có ý nghĩa và biết hiếu với cha mẹ. Về đây các cháu được biết niệm Phật, được nghe những đức nói chuyện và được làm lễ phóng sanh để trưởng dưỡng lòng từ. Phước báo các cháu rất là lớn. Có nhiều cháu mà mình nuôi khó, bệnh hoạn, èo ọt khó nuôi, nhưng về đây nhờ nghe pháp niệm Phật phóng sanh, chuyển cái nghiệp của các cháu, từ từ các cháu khỏe mạnh. Và có những cháu mà lớn lên ở khi bắt hiếu với cha mẹ, hoặc là còn nhỏ cũng bắt hiếu nữa, nhưng nhờ về đây nghe giáo dục, biết niệm Phật rồi biết phóng sanh, chuyển cái nghiệp bắt hiếu, sau này các cháu có hiếu với cha mẹ. Nên ông bà cha mẹ nên tạo điều kiện cho các cháu để được về chùa. Và hôm nay chúng ta làm lễ phóng sanh. Các con nhớ là khi chúng ta biết phóng sanh rồi thì con ruồi, con muỗi, con kiến chúng ta cũng không dám giết, vì nó đau cũng như mình đau, nghe không? Bây giờ những đức đọc tam quy y để thả tất cả những con chim này nó được bay đi nè các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọ bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim này các con. A Di Đà Phật. 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 A Di
đã và nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc cha mẹ các cháu và các cháu an lạc vui vẻ nha.